Mến chào tất cả quý vị khán giả nha. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2023. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Hôm nay thì ở trụ T15 của bờ Tiền Giang, các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Trung Chính đã hạ xe đúc và trượt xe đúc ra bên ngoài để mà tiếp tục xây dựng khối dầm K15 và những cái ủ neo cáp di văng số 15 thì cũng được đặt vào vị trí hai cái góc ở ngoài xe đúc ở ngoài sông. Còn ở trụ T16 của bờ Vĩnh Long thì các anh đã ra xe đúc mấy ngày hôm nay rồi và các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Trung Nam đang tiến hành làm thép cũng như là đang chuẩn bị cho cái quá trình hạ lòng thép xuống chỗ vị trí của xe đúc nha. Thì trước giờ nếu mà các cô chú anh chị khán giả nào mà chưa thấy được cái cảnh hạ lòng thép và xe đúc như thế nào thì nhớ xem kỹ video này của mình để biết được cái quá trình làm việc của các anh như thế nào nha. Chiều hôm nay thì ở bờ Vĩnh Long và bờ Tiền Giang rất là đông vui, rất là nhộn nhịp luôn. Các đơn vị đang gấp rút quyết liệt thi công để mà đảm bảo hoàn thành cầu Mỹ Thuận 2 đúng tiến độ vào cuối năm nay, năm 2023. Vậy thì cái quá trình làm việc của các anh chiều hôm nay như thế nào? Mời tất cả quý vị khán giả cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha.